Xin chào tất cả anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chơi một con quét là kiếm đồng 3,5 đô mỗi ngày nha anh em. Kiếm cái đồng gen mình đổi về, mình rút về cái app CoinMarketCap nha anh em. Ủa, rút về cái đồng gen này là trên cái quét là CoinMarketCap nhưng mà mình rút về tài khoản gen wallet nha anh em. Mọi người kiếm 3,5 đô tiền ri mỗi ngày nha anh em. Đầu tiên anh em click cái phần link mô tả của mình thì nó sẽ ra một cái giao diện như vậy nè. Mình sẽ hướng dẫn anh em tỉ mỉ, sau khi anh em kiếm cái đồng gen mình sẽ làm cái clip cho anh em rút về tiền tài khoản ngân hàng, hoặc anh em bán cái đồng gen này cho mình qua thẻ giao dịch, qua thẻ cào hoặc là Momo nha anh em. Đầu tiên anh em click cái phần link mô tả của mình, chưa có tài khoản, mình đăng ký một cái tài khoản, mình hướng dẫn anh em đăng ký luôn. Anh em không có Google dịch thì hãy làm theo mình nha. Đầu tiên là tên nè. Anh em chọn nên tên đi. Ví dụ như mình tên Quỳnh Anh đi. Quỳnh Anh, mình đăng ký một cái tài khoản anh em. Đi anh em phải có một cái địa chỉ mail mới được nha. Mail ảnh nhân Quỳnh. Ảnh nhân Quỳnh. Anh em mật khẩu nha anh em. Anh em mật khẩu là phải có chữ một dấu và một ấy nha, nha anh em. Có một chữ viết qua và một chữ số nha anh em. Để mình mật khẩu. Vô mật khẩu mình đặt tên là đầu tư đi. Không em kiếm tiền đi. Mật khẩu là kiếm tiền 22@.com. Đây là cái đây là cái mình demo cho anh em thôi, chứ tài khoản ấy thôi nên mình không có che. Rồi anh em bấm vào nút ghi danh nè. Rồi anh em bấm vào dân tôi đồng ý nè. Rồi anh em qua đây, mà đăng ký một cái tài khoản nữa anh em. Ủa, xác nhận mật khẩu không khớp. Ủa, mình mật khẩu mình sai anh em ơi, mình nhập lại mật khẩu. Mật khẩu tiền kim, mật khẩu. Nay mình mật khẩu lộn mình. Rồi, anh em mình bấm ghi danh nha anh em. Rồi, nó sẽ gửi cho anh em về một cái địa chỉ mail nha. Anh em bấm vào nút OK. Anh em vô mail xác nhận. Rồi mình sẽ hướng dẫn anh em từ từ nha, anh em thoát ra đi. Anh em nào có thắc mắc thì để lại comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn chậm chậm cho anh em nè. Anh em vô mail nè. Anh em cho đi yên tâm đi, cái sàn này là mới ra nè. Gen nè, Horizon nè, anh em vô mail xác nhận nè. Anh em chờ chút nha. Anh em vô mail xác nhận nè. Mình hướng dẫn chậm chậm cho anh em từ 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 từ. Video sau mình sẽ hướng dẫn anh em rút tiền đồng gen này về tài khoản ngân hàng của mình nha. Rồi anh em bấm vô chữ ATV Me Account nè. Này rất dễ nha anh em, không có khó đâu.
À. Verify mail. Rồi anh em thoát ra đi. Rồi anh em thoát ra nha, anh em tải lên Sheetland, tải cho mình một cái app. Anh em tải cho mình cái app là Send Wallet. Anh em gõ vô chữ Send Wallet. Anh em chơi mau đi, app này dễ giờ kiếm tiền là rất ok. Kiếm một ngày 100.000 là ok. Không cần làm gì hết. Đăng ký một cái tài khoản trong vòng 50 phút mà. Rồi anh em 11B 3 chấm sao nè, Gen Wallet anh em. Rồi anh em cài đặt giùm cho mình. Anh em chờ chút nha. Anh em chờ chút, đang cài, đang tải, đang cài đặt anh em. Sau khi anh em đăng ký đã tải một cái app Zen Wallet về, anh em mở ra mình sẽ tạo một cái tài khoản đặng đựng tiền bên cái đựng tiền bên cái web Zen đó nha anh em. Anh em cứ làm theo mình đi, rồi từ từ rồi anh em nhập mã pin vô. Đầu tiên anh em nhập mã pin của mình vô. Anh em tự đặt đi nha. Anh em đặt mã pin mấy chữ số ta? 4 chữ số. Pin Cheater Nomad Setup. Anh em chờ chút nha. Sau khi cái này là mã pin, sau khi anh em quên cái mã pin của mình thì anh em bấm vào Set up a new pin nha, tại mình thiết lập cái mã pin của mình, mã pin mới của mình anh em. Tại vì mình quên mã pin mình này, mình nhập sai hoài. Thiết lập mã pin mới nè. Pin rồi. Rồi xác nhận lại anh em. Rồi rồi sau khi nó ra như vậy, anh em bấm vào tạo, mình chưa có ví, mình tạo cái ví nha. Anh em bấm vào New Wallet nè, màu xanh xanh nè. Rồi login vô. Rồi sau khi mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm cái đồng gen, anh em bấm vào nút dấu cộng nha. Rồi mình hướng dẫn từ từ, anh em bấm vào nút hình màu xanh nè. Anh em nói xem hết xem đây video đi. Rồi anh em copy cái đường link của mình nè. Copy đường link này nè. Rồi. Ủa? Anh em copy đường link nè. Rồi. À này copy. Rồi anh em thoát ra. Rồi sau khi anh em khai cái máy, mình đứng máy, anh em chạy chút nha. Rồi sau khi hết ra, anh em vào một cái sau khi anh em thoát ra, anh em vào cái trang Gen hồi nãy mình đăng ký đó. Rồi anh em bắt cái đường link hồi nãy của anh em vào đó.
bát đường link mình copy vào đó anh em dán vào. Rồi anh em bấm vào nút yêu cầu nè. Rồi nó không nhận được email kích hoạt, bấm vào đây để gửi lại email kích hoạt. Mình đã xác nhận email, không được xác minh. Rồi anh em yêu cầu rồi đó, anh em vào cái ví của mình hồi nãy em. Để anh em vào vào cái ví wallet của mình về bao nhiêu đồng gen này nè. Anh em chờ chút nha. Mọi người chờ chút nha. Khoan để mọi người chút để mình mở mã pin của mình ra anh coi. Rồi. Xem mình góc link. Login. Sao chưa về nữa ta? Anh em ơi, nãy cho mình lộn nghe anh em, mình dán cái địa chỉ mình bắt hồi nãy vô đây nè. Anh em dán địa chỉ bên app wallet á, rồi anh em trượt qua nè. Anh em trượt qua cho nó bằng cái chữ gen này nha. Rồi, anh em bấm nút yêu cầu, rồi. Rồi nè, nó đã gửi rồi, cảm ơn bạn đã sử dụng rồi, get ten cảm ơn nè. Tham gia và trở thành một phần của cách mạng Gen. Quay trở lại sau 20 giờ và nhận tiền thưởng 1/2 lần anh em. Rồi anh em thoát ra đi, mình qua bên cái đồng, mình qua bên cái web wallet của mình nè. Mình kiểm tra nè. Nè anh em, nó mình vô mình kiểm tra cái app Gen Wallet thì nó sẽ về mình cho mình là 0.0005 4132 Gen anh em. Rồi mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm đi kiếm lấy đường link chia sẻ để kiếm tiền anh em. Anh em vào đăng nhập vào cái app Gen hồi nãy nè. Rồi anh em về cái app Gen thì mình, anh em bấm nút trở lại nè, anh em bấm vào chữ Phan, anh em bấm vào chữ rồi anh em chết mẹ. Rồi, anh em bấm chữ chữ reset nè anh em. Reset đó. Rồi. Mình sẽ hướng dẫn anh em lấy cái phần link, cái phần link của mình đăng mình đi giới thiệu nha anh em. Chết mày. Mong anh em thông cảm tại vì máy của mình nó bị đứng máy quá, mình không có ấy được anh em. Mình sẽ hướng dẫn anh em lấy link đăng ký đặng kiếm một đồng gen nha anh em. Anh em bấm vào chữ refresh try nè, rau nè. Rồi anh em copy cái đường link nữa của mình nè. Rồi anh em sao chép. Rồi anh em chia sẻ cho bạn bè nha anh em. Vậy video của mình đến đây đã kết thúc. Xin chúc anh em kiếm thật là nhiều tiền trên một cái mở kiếm thật là nhiều gen trên một cái ví wallet này anh em.
Xin Wallet, chào tạm biệt tất cả anh em. Mình kiếm đồng đen nha anh em. Mình rút về với Wallet, sau đó mình đổi về ngân hàng hoặc đổi qua hoặc anh em nào muốn bán đồng gen qua Momo hoặc Thái Cào thì cứ inbox cho mình nha anh em. Chào tất cả, tạm biệt anh em.